rồi, không có được mê tính gì đó. Từ 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 từ. Có nói là lần thứ ba. Ai ai buông buông buông. Hồ sơ trong sạch là tại vì chưa bị vạch trần. Ở ngoài đời đã không thật rồi, ở trên mạng làm sao tốt hơn được. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình kém liễu liễu đơm bông. Xin lỗi lầm nha. Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người yêu vĩnh viễn như tôi là như thế nào đâu. Mà thường á là con gái phải giống mẹ chứ. Mà sao tóc con không giống mẹ thế nào hết trơn á. À mẹ, con biết rồi. Chắc con phải là con của mẹ đúng không? Con gái ruột của cô có một vết bớt hình cánh hoa màu đỏ nằm trên tay trái. Sao tự nhiên mình có cảm giác như mình thuộc về nơi này vậy ta? Chính xác 100%. Vậy là giờ chạy tóc cho cô á, làm cho con nhớ tới mẹ con ghê vậy đó. Em nói rồi mà chị không có nghe em. Chị lấy anh chi? Chứ đời chị khổ vậy nè. Sao trên đời lại có những cái người đàn ông mà tệ bạc như vậy chứ? Trời ơi, thương chị của tôi quá đi. Chị ơi, nhất quyết là chị phải ly dị với người ta. Chị phải ly dị, chị phải cứu vãn cuộc đời của chị đi, chị có biết không? Trời ơi là trời ơi, hôm nay là cái nghi gì vậy trời? Tôi nhớ là hồi sáng tôi bước chân phải ra đường mà vậy mà vẫn bị xe đụng. Mày sao võ công cao cường chứ không là trùng mền luôn rồi. Tớ đã được kiếm người giải bày, ai ngờ đâu khóc lóc như là ngày tận thớ vậy á. Tiên, Tiên. Cái gì? Gì mà coi phim sao mà khóc lóc dữ vậy trời? Phim là đời mà đời là phim. Thì người ta dựng lên phim thì cũng phải có câu chuyện ở ngoài đời người ta mới dựng lên phim được. Thôi tào lao quá bà ơi. Phim là phim, đời là đời, phim là người ta làm hư cấu thôi. Những nhân vật ở trong phim thấy không? Lúc đầu thì rất là đau khổ, bi thương. Rồi cuối cùng sao? Cái kết đó cũng là viên mãn. Cái kết cũng có hậu. Nó trái ngược hoàn toàn so với đời sống. Ủa ông hề luôn á. Ủa Tiến không nhớ là những cái vụ mà team của mình phá à? Thì ai lúc đầu cũng có một câu chuyện rối như tơ vò, xong rồi cũng được team mình giải quyết đó thôi. À rồi sao? Ví dụ một cái điển hình cho Tiến nhớ nha. Lấy đại một cái đấy nha. Tiến có nhớ chị Nga bán bánh tráng không? Chị Nga bán bánh tráng mà chồng chị chạy xe ôm á. Anh, mở nón cho em. Lấy bánh tráng cho em. Hả? Anh đó đó. Ờ, chồng chị đó. Lần đầu gặp đúng không? À, nhớ rồi. Ban đầu tình nhìn thấy chồng chị Nga chở một cô gái xinh đẹp, lại còn rất tình tứ, cởi quay nón cho cô ta nữa. Ai cũng nghĩ anh ta gặp bồ. Nhưng thiệt sự thì sao? Anh ấy chạy xe ôm kiếm thêm tiền để lo cho vợ có được cuộc sống tốt hơn. Nó rối như một cái đống dây đa lưới mà tim của mình còn gỡ được. Mà người ta rối như vậy mà người ta còn có một cái kết hạnh phúc. Trời, nói chi là một cái câu chuyện. Cái gì mà dây đa lưới? Thì Tiên ví giống như cái dây đa lưới cho vừa lòng Tiến. Chuyện gì cũng khó khăn. À,
cũng là một cách so sánh thú vị đấy. Cũng đâu sao? Thì người ta có cái kết viên mãn. Những người nào mà họ thực sự yêu nhau thì cho dù qua bao nhiêu trắc trở, họ cũng quay trở về với nhau. Tín hiểu không? À, mà nhớ ra cái vụ đấy, tình cũng tạo nghiệp hay, cũng lên bờ xuống ruộng chứ bộ. Nên nói hay không nên nói sự thật đi trời. Ủa, mà cái vụ này thì cũng có công của Tiên nữa chứ có phải có mỗi công của Tình đâu. Thấy không? Chúng ta phải tìm hiểu đầy đủ cái lịch trình của con trà xanh này, bà hiểu không? Biết rồi. Chứ ai là người nhớ để mà kể cho Tiên nghe? Phải không? Lúc nào cũng chỉ có Tình. Tình là số 1, Tình là nhất. Nhưng mà nói gì thì nói chứ, sao bữa nay Tiến trở nên cực đoan như vậy? Chuyện gì á thì mình cũng phải có một cái lòng tin. Tiến hiểu không? Từ lâu Tiên đã không muốn tin vào những điều đấy, vì trong thâm tâm Tiên đã không muốn tin vào điều đấy. Ok. Biết rồi, nhưng mà sao chân cứ giật giật vậy? Hồi sáng giờ nói quá trời rồi, bị đụng xe trời ạ. Đụng xe? Chưa lắm. Người ta đụng xe không thông cảm mà còn cầu vô mặt nấu nữa. Người vô lương tâm. Thế rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, sống thì cũng phải có lòng tin chứ. Mình phải tin người ta chứ. No, Tiến không tin. Và Tiến chỉ tin vào bản thân của mình thôi. Không tin bất cứ ai hết, không tin vào điều gì hết. Chính vì không tin ai cho nên chúng ta mới phá được án. Chính vì không tin bất cứ điều gì cho nên Tiến mới nhìn thấu được những sự xấu xa bên trong những kẻ độc ác. Ok, hiểu chưa? Ủa? Trời ơi! Anh chưa có tới. Sao giờ này chưa tới? Thì bữa nay công ty ít việc, ổn ảnh lên chơi. Ủa, công ty ít việc là không được lên hả? Giám đốc gì kỳ cục vậy? Đổi nhân viên làm đại diện sao? Sao đâu, cho anh ở nhà đi. Ờ, thì cũng được. Đỡ áp lực. Nhưng mà Tâm nghỉ lâu quá, để bữa nay gọi cho Tâm thử coi sao. Ê, trời ơi, sao mà. Ui chà. Alo, alo. Tâm nghe nè. Alo, Tâm hả? Đang làm gì á? Tâm mới đi ăn sáng về. Đang uống nốt đi cà phê thứ ba này. Trời ơi, sướng quá vậy. Tiên cũng muốn cà phê nữa. Ê, uống cà phê nhiều không có tốt đâu. Có biết sao không? Trung bình một ly cà phê khoảng chừng 250ml là có thể chứa từ 50 cho tới 170mg cà phê in. Trong khi đấy, cơ thể chúng ta chỉ có dung nạp được tối đa là 400mg cà phê in. Mà uống 3 ly trong một ngày như vậy là dung nạp tới tối đa là 510mg cà phê in. Đấy, cho nên là uống nhiều quá nó sẽ gây ra những tác dụng phụ, ví dụ như là tăng huyết áp nè, nhịp tim tăng lên nè, mất ngủ nè. Và dẫn đến hiện tượng này gì biết không? Say cà phê. Hai người đã từng bao giờ say cà phê chưa? Chưa. Say làm sao vậy? Có từng say rượu chưa? Nè nè nè, riêng nói về cái bộ mà rượu Tây ấy, phải học Tâm nghe chứ. Tâm được thưởng thức tất cả những loại rượu ngon nhất trên thế giới luôn ấy. Ừ. Mà công nhận nhá, cái tên của Tâm ấy và đi cả cái tâm của Tâm luôn á. Tâm uống rượu không là biết say lá gì luôn. Ghê vậy. Hôm bữa nào ấy, mấy Tâm tăng cái độ rượu của Tâm lên cấp 5 đi. Đấy, mình say rượu cấp 5 thì say cà phê nó cấp 10, giống như là bảo giật cấp 10, cấp 10 vậy á. Thế rồi, đã sẽ bớt uống cà phê đi được chưa? Một ngày uống một ly cà phê thôi nha. Bye Tâm nha. Gái còn lứa mà uống cà phê, dữ chứ trời. Giờ này đi trở còn ăn bánh nữa hả? Anh là giám đốc luôn á. Anh là chủ công ty luôn á. Có hai đứa nhân viên luôn á. Anh thấy đó chuyện bình thường mà em. Ví dụ mà mình sáng mình vô công ty mình ăn sáng là bình thường thôi, đâu có gì đâu. Anh ăn sáng bằng cái bánh này luôn á. Trời ơi, ai nhắc mấy cái bánh mới nhớ. Biết bánh này mua đâu không? Mà không phải mua, người ta cho. Lau tay nè. Ai mà cho? Đoán đi, người này là tụi em biết. Đoán đi. Bà bán bánh. Sai.
Em là em không có quen ai bao bánh cam rồi đó. Tụi em có quen. Không có quen, trời ơi. Bà Nga đó. Nga nào? Nga. Cái bà Nga bán bánh tráng trộn ngoài công viên. Nhớ không? Cái vụ lần trước đó. Cái chị Nga mà có chồng rồi chạy xe ôm đúng không? Trời ơi, câu chuyện tâm linh. Tụi em mới vừa nhắc bả luôn anh Trùng. Mới vừa nhắc luôn á. Thì luôn hả? Thiệt. Thì cái lúc mà anh gặp ở ngoài công viên á, thì anh hỏi là ủa sao nay không bán bánh tráng nữa mà bán bánh cam. Thì chị nói là giống như là ăn hoài người ta cũng ngán, bây giờ đổi cái gì đó nó mới mẻ hơn. Cái lúc đó cái mùi nhìn ngon em, mới chiên, nó vàng ươm luôn mè, nó thơm phức luôn. Xong cái chị lấy, chị mới cho anh Năm. Hả? Năm cái. Ừ, nói cái gì trầm. Không, ý lúc đó là anh đã định mua là 5 cái cho 5 người. Thì xong rồi cái chị không lấy tiền, cũng kỳ, lấy đại luôn. Mà nè, nói thiệt nha, anh tưởng là công ty không có ai trên đường đây đói bụng ăn hết trơn. Cái cuối cùng ăn luôn vô thấy tụi em ngại quá dừng lại. Nghe nói xong tôi cũng hết đau cái chân luôn á thiệt. Con người gì mà vô lương tâm. Ồ, nay lên làm sếp luôn. Ồ, vì cái bánh thôi lên làm sếp anh luôn á. Đâu ai dám làm sếp anh đâu, anh ăn đi. Nói chung là bây giờ muốn ăn bao nhiêu thì ngày mai tôi kêu chị Nga, chị ship qua đây. Được chưa? Lỡ có cái bánh cam thôi mà làm thế ghê. Ngày mai là tôi chừa cho một người 10 cái. Ngày mai mỗi người 10 cái. Tôi order cho mỗi người 10 cái. Trời, okay. Hôm nay cuối tháng cộng vô tiền lương em được không Trần? Đồ à, cái nào đặt cái đó, lương là lương, bánh là bánh. 10 cái ăn cho người em cam luôn hay gì? Gì? Cả một cuộc đời em cam chịu mà. Đúng không? Anh thấy là dạo này là em cũng thay đổi hẳn đó. Thay đổi gì anh? Đúng không? Nhìn em đầm thắm hơn, em ít nói hơn. Ê, mà tự nhiên làm anh bẻ một câu chuyện khác à. Đang nói cái câu chuyện chị nghe. À đúng rồi, cái cuộc sống cậu trẻ giờ sao? Ngồi bán bánh cam là có nhiều. Anh thấy là cũng có gì khám khá hơn em. Nhưng mà được cái nè, anh quan sát anh thấy á, cái tinh thần của chị nghe và chồng của chị á, bây giờ vui vẻ hơn hẳn. Anh có cảm nhận giống như là mặc dù là người ta thiếu thốn về vật chất, nhưng mà cái tinh thần của người ta lúc nào cũng đầy đủ em. Đó đúng rồi, em cũng thích được cuộc sống như chị nghe á. Kiểu cuộc sống thì không có dư dả gì hết, nhưng mà vợ chồng yêu thương nhau hạnh phúc. Còn anh chồng á, anh chồng kiểu lạnh lùng ít nói nhưng mà ấm áp quan tâm. Đúng gu của em. Tôi nhớ cha hồi xưa cũng bị cha nói nhiều dụ dỗ rồi phải lòng người ta rồi dìa cái cạch mặt cả tim mà. Sáng anh ăn cái gì nè? Thì em ăn đậu hũ á. Anh nghe quen quen coi. Cái anh này đậu hũ anh tặng em đó. Đúng rồi đúng rồi, anh quên. Hôm qua anh có tặng đậu hũ em mà anh quên, anh giả bộ thôi. Chứ em là người yêu lý tưởng của anh, làm sao anh quên được. Sau này á, anh sẽ mở nguyên một cái lò đậu hũ thật là lớn. Wow. Chỉ dành riêng cho em không, chịu không? Nghe thích quá vậy. Ủa tiên, anh hỏi thiệt nha. Là bây giờ là em chuyển cái gu thành là gu ít nói hả? Anh biết làm sao không? Biết làm sao chuyển sang gu ít nói không? Sao vậy? Tại vì hai người mà gu nói nhiều quá, giống như hai cái cục nam châm mà nó cùng cực ấy, gặp nhau nó đẩy ra. Phải là người nói nhiều, người nói ít mới người nghe, người nói, hai người nói nhiều rồi quýnh nhau bữa đầu sao? Ê, tính ra mà hai người nói nhiều mà đụng vô nhau toàn là cái lộn. Đúng rồi, vậy thôi. Không, nhưng mà anh thấy cũng hay đó Tiên. Anh là anh ủng hộ em. Mặc dù lúc trước là em thích cái kiểu nói nhiều, mà bây giờ em thích cái kiểu ít nói. Biết đâu sau này em thích cái kiểu không nói luôn rồi sao, đúng không? Chỉ làm mà không nói. Những người làm mà không nói, những người đó biết chất. Đúng không Tiên? Em không có nhu cầu quen những người mà bị câm đâu anh. Ý anh ở đây là ít nói, ở đây là người ta hành động thay vì người ta nói. Chứ em để ý rồi, bây giờ xã hội á, bô lô ba la nói rất nhiều luôn mà. Nói thì nhiều làm không được nhiều hết á. Thì em chỉ là thay đổi gu một chút xíu thôi mà hai người có cần phải... Không, cái này là anh đang binh em đó Tiên. Ý anh ở đây là mình thay đổi, mình linh hoạt như vậy nó cũng tốt, đúng không? Nhưng mà khả năng cao không được đâu. Bởi vì còn làm trong văn phòng còn gặp Tâm. Gặp Tâm thì làm sao mà ít nói được. Ừ. Anh nhắc Tâm, anh thấy bữa giờ công ty mình á, Tâm nghĩ cái nó thiếu thiếu cái gì em. Nói chung ngày nào vô Tâm á, anh ví Tâm giống như là một cái con chim chèo bẻo trong công ty mình. Chim chèo bẻo nào nó cũng hát hót liếu lo nói liên thuyên nói không ngừng. Mà nhiều khi nha, anh nhìn thấy Tâm cái là anh bị nhức đầu luôn. Anh bị mệt á. Anh chỉ ước gì là Tâm, em ơi em lên đồ thêm, đừng bao giờ mở miệng, em nói nhiều quá. Nhưng mà bây giờ nghỉ mấy ngày,
thấy nhớ, thấy buồn. Mà công nhận Trùm nói em mới hình dung ra nha. Nhờ cái sự nói nhiều của Tâm ấy mà em học được rất là nhiều điều. Cái điều đầu tiên mà em học được từ Tâm là gì biết không? Sự nhẫn nại. Bởi vì trước khi mà em làm việc ấy là phải đợi Tâm nói hết xong xuôi trong đầu, lúc đó mình phải hình dung hai chữ là kiên nhẫn. Riết bây giờ mình nhẫn nại luôn là nhờ Tâm không ấy. Ê, nhưng mà anh thấy Tâm vậy cũng có cái hay chứ bộ. Nhiều khi nói nhiều á, mà nhờ cái sự nói nhiều đó mà nó phát minh ra rất là nhiều ý kiến hay. Tụi em để ý đi. Đúng rồi, chị Tâm mạnh mẽ mà. Em cũng muốn mạnh mẽ như chị Tâm. Thì mình bớt nhớt là mình mạnh mẽ liền cái gì. Nè, cái đấy là dữ. Nè, gì vậy? Thì tự nhiên đang nói chuyện cái anh im mà mọi người phải quan sát. Mai hai đứa làm gì? Mai á, thì lên công ty thôi chứ làm gì đâu. Ờ, cũng muốn làm cái gì mà hiện tại không biết làm gì, cho nên là muốn làm gì cũng không biết phải làm gì. Ok, thống nhất ngày mai 8 giờ có mặt công ty. Ok, vậy nha. Tiên còn tưởng là ông Trùm định rủ hai đứa mình đi ăn nhà hàng luôn á. Đúng là tấm chiếu chưa trả sự đời. Khi không, bữa nay hẹn mình 8 giờ có mặt. Bữa nay là lên trở, chắc chắn là có vấn đề xảy ra. Tại vì nằm ở nhà chán quá nên lên văn phòng nằm cho nó đỡ chán. Đúng rồi, lên đây có máy lạnh, yên tĩnh, không ai quấy rầy ha. Cái đống sách này để đây là để cho hai người nghiên cứu. Bây giờ mình gặp rất là nhiều trường hợp người ta có những cái mưu mô mà người ta để qua mặt mình, thì mình phải đọc để mình phân tích tâm lý của người ta, sau đó thì mình bắt bài người ta. Nhưng mà khi mà người ta kể toàn những cái kỷ niệm đẹp đến giờ của mình thì anh ta đều bị nhếch cái mép trái lên. Thì vậy thì anh luôn biết rằng hôn nhân của ta đang có vấn đề.